Ui, 333, 335 kim cương. Ui, cái trứng này nở được nè. Vậy hả? Rồi các bạn xem để biết ha. Đây rồi, đây rồi. Wow. Hello các bạn nha, lại là Bành Toàn Yolo đây. Hello. Hello các bạn, thì hôm nay mọi người biết tôi đứng đây để làm gì không? Đương nhiên là có bếp sushi mới đúng không? Nhưng mà chưa mọi người, để tôi nhận những cái quà thư cái mọi người. Wow, tôi có 4 bộ luôn rồi các bạn, cộng với 2 cái gói kim cương luôn nè. Đỉnh vậy ta, để tôi nhận gói kim cương trước ha. Ui, 333, 335 kim cương. Wow, một cái trứng đó nè các bạn. Đỉnh dữ vậy sao? Wow, một trứng thỏ, một trứng gâu gâu và một trứng meo meo. Ok, tiếp theo là gói kim cương nè các bạn ơi, 50 kim cương cộng với 2 cái trứng cao cấp. Ủa, trứng cao cấp tới 2 trứng nè. Ủa, mình nhớ bình thường có một trứng mà ta. Ở đây mình có mấy cái này nè các bạn, mình nhận luôn ha. Tự nhiên sao mình có mấy cái này ta, gói chim kính cục nè. Ok các bạn, hiện tại mình cũng còn tạo video game tặng cho bạn những gói quà này các bạn ha. Rồi bạn nào xem hôm nay bạn chưa like vô đăng ký kênh thì để lên mình vượt like rồi đăng ký kênh ha các bạn, để mình tạo event tặng quà cho các bạn ha. Đây có heo nè. Wow. Này là cái gì đây? Phần thưởng nâng nhập là 10 cái gạo à. 10 cái 5 cái này à. Ok ok. Rồi đây mình nhận thêm đây nữa ha. Đây rồi, đây rồi. Wow. Kim cương nhiều quá, kim cương nhiều quá các bạn. Tôi lên 1.500 kim cương rồi. Wow, máy đỉnh. Rồi mình sẽ mở thêm hộp bịch nha các bạn. Thì mục đích của mình đó mọi người là để lấy kim cương thôi. Mà mọi người biết lấy kim cương hôm nay để làm gì không? Wow. Không, nhưng mà có thể các bạn xem tiêu đề các bạn cũng biết là hôm nay mình làm cái gì rồi đó. Mình càng kim cương rất là nhiều luôn các bạn. Bạn này vẫn thay đổi giống tôi luôn à. Ghê vậy sao, lên TV đó em. Rồi các bạn, thì mục đích của mình kiếm kim cương ngày hôm nay đó là mình đổi vest các bạn. Mình đổi vest xong rồi mình nâng cấp lên Liver Mask luôn cho các bạn xem ha. Thì các bạn cũng biết đó, ngày hôm nay thì có vest sushi mới các bạn. Vest sushi mới thì mình đổi qua đây nè. Ok, những cái này thì có lẽ là mình nói sơ qua thôi các bạn, tại vì cái này có nhiều người hướng dẫn rồi, nên mình không có hướng dẫn lại, mình chỉ sẽ nói sơ qua rồi ha. Rồi thì để được trứng sushi này các bạn phải có 5 cái wasabi mình nhặt các bạn. Thì một lát nữa mình sẽ chỉ cho các bạn một số địa điểm mà cái gọi là cây wasabi thường xuất hiện cho các bạn dễ nhặt ha, dễ kiếm. Rồi ok, ví dụ như ngày hôm nay mà mình sẽ tạo này thì các bạn, thì mình cần thêm một cái trứng muối, trứng cá muối nè. Thì trứng cá muối thì nó thêm một cái là con cá tầm với lại là cái 5 hũ muối các bạn. Thì cá tầm thì các bạn cao bên trung tâm ha. Bây giờ mình qua bên khu trung tâm để mình mua muối luôn nè. Đi, let's go. À quên đó, thì cá tầm các bạn có thể câu ở đây nha các bạn. Cá tầm có thể câu ở đây nè. Không, mà sao trong túi mình có con cá tầm ta? Tức là tôi không có câu luôn á mọi người. Con cá tầm là cá tầm nào đây? Cá tầm là dạng lớn hay dạng nhỏ ta? À, cá tầm này, cá tầm dạng nhỏ à. Cá tầm dạng nhỏ là có câu ở đây không ta? Thì cá tầm cũng câu ở đây cũng có nữa các bạn đó. Câu trong cái dãy nước này ha. Bốn 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 năm luôn. Mình cứ câu ở đó nha. Rồi bây giờ mình vô trong cái siêu thị để mình mua cái tiêu, cái muối nha các bạn. Ok, để mua được cái muối đó các bạn, thấy chạy vô trong cái siêu thị lớn á, bạn thấy chữ quầy A3 không? Cái quầy A3 là có, các bạn nhìn vô bên đây. Ngay chỗ này ha các bạn. Đây cái muối nè, muối. Mua nhiều nhiều đi, để có xài thì xài các bạn. Mấy cái này mình cũng không có xài nhiều nên mình cũng mua luôn ha. Ok, thì các bạn cũng biết cái đó là mình chuẩn bị chế tạo cái con nào đúng không? Thì nhưng mà mình sẽ trả kết quả mini game trước ha các bạn. Rồi, let's go. Ok các bạn, giờ mình sẽ trả kết quả cái mini game kết bạn trước ha. Ở video này và video này ha. Ba người ha các bạn. Rồi, let's go. Rồi ok các bạn, thì video đầu tiên thì bạn này comment trước nè, bạn này tới bạn này. Ba bạn comment trước mà các bạn không để lên tên thì mình sẽ kết bạn với bạn này ha. Các bạn lưu ý nha, chẳng hạn như các bạn bấm vào chữ hi hay gì đó thì các bạn nhắm mà mình comment trước hay không thì các bạn cũng để lại tên bên dưới cho mình ha, để mình kết bạn nha. Không cần phải trên đây thì nó bấm chữ hi đúng không, bấm như phản hồi rồi thêm tên giống như bạn này vậy nè là ok ha. Rồi mình kết bạn với bạn Long trước nè. Ok, các bạn, thì video tiếp theo là của bạn này các bạn. Thì bạn này bạn không để lên tên các bạn. Bạn để quá trời comment luôn mà không để tên nè. Lần sau lưu ý nha em, khi như vậy rồi phản hồi y chang như là để lên cái tên bên dưới giùm anh ha. Cái này không để lên tên nè, không biết cái bạn nào luôn á. Rồi mời bạn tiếp theo ở trên là bạn Phúc Play ha. Rồi, lưu ý nha, bạn mắc lượt đó, lần sau lưu ý nha các bạn ơi. Bạn thứ hai. Ok, bạn thứ ba là bạn Jun nè. Rồi mình đã kết bạn ba bạn ha. Ở video này mình cũng sẽ kết bạn với bạn nào comment sớm nhất luôn các bạn. Thì nhớ để lại tên của mình để mình kết bạn ha. Nhớ nhấn cái chuông các bạn, khi mà mình ra video mới thì các bạn nhận được thông báo liền, các bạn vô comment liền ha các bạn. Rồi mình trả kết quả cái mini game tặng quà ngày hôm qua nè.
Rồi bạn bán đầu tiên ở video này là các bạn video mà mình mua nhà này ha. Rồi bạn đầu tiên là bạn Linh Báo Thủ hả? Đây có ID nè, nhận gói meo meo đúng không? Rồi ok ha, đợi anh xíu nè. Ok các bạn, mình đã thanh toán thành công cho bạn ha. Rồi bạn tiếp theo. Ok bạn tiếp theo là bạn Đinh Như Ngọc nha các bạn. Rồi chúc mừng bạn ha. Bạn gửi ID nè, mình sẽ gửi món quà cho bạn luôn. Bạn nhận gói gì đây? Bạn nhận gói chim cánh cụt đúng không? Rồi ha, rồi để mình tặng quà cho bạn nè. Ok, mình cũng đã gửi thành công cho bạn này ha. Rồi các bạn, thì cái mini game video này của mình á cũng là như vậy ha các bạn. Để tham gia cái mini game bên mình ở bước 1 thì like video nè, đăng ký kênh và nhấn cái chuông ha. Nhớ nhấn cái chuông các bạn được thông báo sớm nhất ha. Rồi cái bước 2 là để lại cái tên của bạn cộng với cái ID, các bạn nhớ là cái tên của bạn cộng với cái ID ha. Rồi cái bước thứ 3 là bạn nhận cái gói gì đó thì bạn comment lại bên dưới mình sẽ tặng cho bạn ha. Rồi thì mình vô tiếp theo các bạn ơi. Rồi ok thì mình trả kết quả mini game xong rồi, giờ mình sẽ chế tạo cái trứng bét mình muốn ha. Cái trứng sushi mình muốn nè. Hiện tại thì mình thấy các bạn đa số mình các bạn chế cái trứng màu đỏ đúng không? Nhưng mà trứng màu đỏ mình thấy không hiếm nha, tại vì cái nguyên liệu của nó là cái trứng cá hồi này nè, nó màu xanh dương các bạn, nó chưa hiếm lắm. Đúng đúng. Để mình coi cái trứng cá hồi nó chế tạo từ cái gì. Trứng cá hồi nó chế tạo từ con cá hồi. Cá hồi thì dễ câu hơn ha. Mình muốn chế tạo từ cái này nó sẽ ok hơn là nó mất hơn nè, tại vì mình phải câu con cá tầm mà các bạn. Cá tầm thì mình khó kiếm hơn. Rồi mình sẽ vậy là mình chế tạo cái này trước ha. Đầu tiên thì mình chế tạo cái này 2 giờ nữa nè. Chế tạo cái này cọc ấy. Cái này nó có là 40 mầm với lại 5.000 tiền sao à. Vậy nãy mình dùng cái 40 mầm rồi. Ok, mình phải bỏ ra một con cá tầm để mình chế tạo cái này các bạn. Rồi mình sẽ rút nhanh rút gọn cho các bạn lấy ra chế tạo cho các bạn xem luôn ha. Mình kim cương mình nhiều mà mọi người. Rồi ghê chưa. Rồi nhanh nè. Ủa mà cái trứng này mình có dắt ra được không ta? Để tôi dắt ra thử thôi các bạn. Để mấy bạn đợi tôi xíu ha. Ôi cái trứng này dắt ra được luôn nha mấy ba. Dắt ra được. Ủa gì là cái này có nuôi lên cấp không? Khoan mọi người khoan đợi tôi xíu nha. Nếu mà mình nuôi đầy cấp con này thì nó có tiến hóa luôn không ta? Sao đẩy là 1/50. Ok các bạn, giờ mình sẽ bắt đi em con này về nhà mình thử mình nuôi thôi coi nó có to lên không các bạn ha. Về nhà mình theo nè. Ok các bạn, mình đã về tới nhà các bạn rồi, mình đặt cái trứng này ra thử coi như thế nào ha. Rồi, hy sinh 20 kim cương luôn nè. Để coi nó có to lên không các bạn ơi. Ôi, nó vẫn to lên mà. Rồi, cái này là cái kiểu mà nó lên cấp nó sẽ là ngẫu nhiên các bạn, nó sẽ là ngẫu nhiên. Trời ơi, vậy mà tôi đâu có biết mọi người. Vãi trưởng luôn. Cái này là vậy là mình khỏi cần kiếm những cái nguyên liệu kia là nó vẫn nở bình thường nha các bạn ơi. Wow, thì ra là như vậy ha. Vậy là mình không biết luôn á. Kiểu như các bạn mà không có đủ nguyên liệu, chẳng hạn như không câu được cá tầm hay là gì đó, thì các bạn có thể đem về ấp như thế này ha. Mà ấp cái này kiểu như nó nở sẽ ngẫu nhiên nha các bạn. Ngẫu nhiên. Ok, thì nãy mình chế cái kia rồi các bạn. Giờ mình sẽ chế lại cái trứng mà mình muốn ha. Đây mà đủ nguyên liệu lại rồi nè. 9 kim cương bỏ ra luôn, tôi có tiền mà mọi người. Được thế nhờ. Rồi mình sẽ chế tạo cái này thôi. Đây, đây là con bé mình muốn các bạn. 6 giờ đắt dữ ta. 30 mấy kim cương nữa hả? Thôi bỏ luôn mọi người, làm biết cho mọi người xem mà. Wow, quá đỉnh, vip pro. Chưa đâu các bạn chưa đâu. Đây, để tôi mang cho bạn xem ha. Đây rồi. Chưa đâu, đó. Trời ơi, trứng màu đen luôn nghe, xịn vậy ta. Nhưng mà ở đây mới là phần quan trọng các bạn. Rồi, mời các bạn theo tôi về nhà ha. Đi về nhà nè. Đây. Ok mọi người, tôi về tới nhà các bạn. Đây cái phần quan trọng ha. Phần quan trọng là mình cho nó lên cấp 5 các bạn. Đây các bạn cùng xem ha. Rồi mình sẽ hy sinh kim cương nữa, mình mở cho các bạn xem nha. Tôi làm liếc có tâm tới như vậy mà các bạn tới đây xem tới đây mà các bạn chưa like cho mình là mình buồn lắm các bạn nhớ like đăng ký kênh cho mình ha. Mình cảm ơn các bạn nhiều ha. Mong muốn của mình là mình được 1.000 like các bạn, thì video chưa được 1.000 like bao giờ luôn, chỉ được 700 mấy 800 mà xíu nó được 1.000 like các bạn, cho nên các bạn xem tới đây bạn like giùm mình ha. Tính nuôi nó lớn luôn hả? Trời, làm clip có tâm mà. Mình phải vậy với em. Mình làm clip có tâm, mình phải làm nó có tâm chứ đâu thế nào mà làm sơ sài được. Chắc vậy hả? Rồi các bạn xem để biết ha. Đây rồi. Wow. Oh my god. Trời ơi, đẹp dữ vậy. Oh my god. Mời đẹp. Đẹp dữ vậy ta. Wow. Level up to á. Đẹp hơn hẳn luôn hả? Dữ vậy sao? Đây rồi mọi người ơi. Đây nè. Các bạn xem nè. Các bạn cùng xem ha. Dữ vậy ta.
Con này mà phát sáng là còn đẹp nữa các bạn. Đồ đỉnh dữ gì sao, đỉnh dữ gì sao. Wow. Ok các bạn, thì mình up con này lên tiếng quá lên cái nữa cho các bạn xem rồi ha. Các bạn thấy video này hay để là một like, để đăng ký kênh các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều ha. Bây giờ mình cho các bạn lên TV nha các bạn ơi. Let's go. Ok các bạn, trước khi lên TV giờ mình chỉ cho các mẹo để mình kiếm cái WCB nhanh ha các bạn. Đây mình chỉ cho các bạn nè. Thì đầu tiên là các bạn không cần đi đâu xa hết các bạn dùng hai hạt nha. Hoặc là nếu mà không có hai hạt thì các bạn kêu bạn bè bạn hỗ trợ ha. Hai đứa cứ đứng chỗ này, một người các bạn, một người thì các bạn đứng bên đây giùm mình ha. Đứng vào cái chỗ trên cây cầu nè, trên cây cầu trên đây nè các bạn, đứng như đây ha. Đây ok, đứng ngay nhìn cái góc này các bạn. Một người thì đứng ở đây các bạn, ở dưới cái thác nè, đứng ngay chỗ này. Ok chưa? Đứng này nhìn qua bên đây. Thì ở trong campaign đó là nó xuất hiện hai cây các bạn, nó xuất hiện hai cây. Thì một lần xuất hiện gì là hai cây, thì cứ bây giờ một người làm trước đi, một người nhặt trước 5 cây đi rồi tới người kia ha. Đó các bạn đứng đây, nếu mà dưới này thấy á thì gọi bằng kia xuống, nếu mà trên kia thấy á thì gọi bằng kia lên ha. Ok chưa? Nó bây giờ mình sẽ treo đây chút xíu nữa mình nhặt cho các bạn xem nè. Đây nè các bạn thấy chưa? Nó xuất hiện bên đây đó. Bây giờ chỉ việc mình gọi cái người bạn của mình tới là được ha. Đây cái người nào muốn nhặt á các bạn à, ha. Rồi mình nhặt luôn nè. Đó, như thế này thôi, nhanh gọn lẹ. Rồi ok các bạn, giờ mình lên TV nè. Ok, hello mọi người nha, lên TV nhanh nè mọi người ơi. Lên nè, hello các bạn nha. Đầu tiên là bạn bạn này Sissy Ni Hào mê. Bạn cá heo hồng ha. Bạn gì đó không biết mọi người, không biết đọc tên. Bạn Ronaldo DJ, bạn Đi Thịnh đẹp trai, bạn Lusa, bạn Hakmi, bạn H2012, bạn Phúc Play. Vô em vô nhà được 2 giờ rồi ha, ghê vậy. Hồi nãy là tôi vô lúc 12 giờ là 30 mấy người vô nhà các bạn. Không biết các bạn sao vô sớm dữ. Thường thường là vô 12, 11 giờ trưa các bạn, vô 1 giờ trưa để các bạn được vô sớm ha. Bạn Tú Idol nè, bạn em bé cay đây nè, bạn Anna đẹp trai, Anna mình đẹp trai nha. Bạn Kaya, bạn Sô-cô-la siêu thơm, bạn Minh. Bạn Úc Toàn đang nấu mì, không có nấu mì, em giờ này nấu mì không nổi, hết nổi. Bạn Gấu Báo Thủ bằng tiếng Anh ha, bạn Thi, bạn Thiên Dương đây, bạn Ka. Bạn Hakmi Kuti, hello. Bạn Kiwi Jun, bạn Mai Lên Ba, bạn Trâm Mà Lây á. Hôm nay shop bị đuổi nữa hả? Không có đâu, chưa đâu, chắc là chưa đâu. Tại clip đó chưa có nhiều view mà, nhiều view tính ha. Nữa gặp Hakmi Lusa nữa. Trời ơi nách hay vậy quá. Bạn Gia Linh, bạn Emmy, bạn bé Ngọc ha. Bạn Nghĩa nè, bạn Dad Rai. Hello. Bạn Thư, bạn Tommy Play. Dữ vậy sao hết bạn Panama. Ồ vài bữa nó hot hết rồi ha các bạn. Các bạn tranh thủ bắt ha. Yêu anh khỏi yêu đêm. I love you bạc bạc. Dữ gì sao. Chanh nè, Hương nè, Cẩm Liên nè, Toàn Xấu cả người ta. Hello Xin nè. GG nè, Cá Cơm nè, Miu nè, Hân V Đức, Yêu V Đức nè, bạn Mít Đặc nè. Hello cô chú, xin chào cô chú, xin chào các bạn, xin chào, chào bé xa ha. Chào ông Quỳnh Như nè, bà Quỳnh Như, Quỳnh Như Quỳnh cái bên nè, mẹ cái bên em. Hay vậy quá. Play Khoa Play nè, Toàn Thúi gì ta. Bé Thỏ nè, ký em đi mà, Lá Ký ha, La Kiên, bằng Bin Bin, bằng Khanh Như, bằng Tòng Yolo 999. Wow. À mẹ ơi, lượt lên TV hả, dữ vậy sao. Bằng Gabin Pa nè. Hello mọi người. Hello mọi người và anh Toàn trong một ngày vui vẻ ha. Hello Lisa ha. Midrain, tiệm vàng kim cương, gơi vậy. Gơi vậy. Ronaldo Rizay. Bạn Thanh, bạn Nay không thấy Huy với Dina, Lily vô ở đó đi chơi, em rủ nhau đi chơi rồi. Bạn Phúc Play ha, bạn Sun, bạn Dori, bạn Hakiba, bạn Thanh Như, bạn Ronaldo. Hello các bạn ha, lên TV xong đó các bạn lên nghe nhanh ký, mấy bạn nào muốn ký tượng thì lại đây nè.